dài mấy con mít xu luôn. Em xin chào cả nhà và cùng thể tất cả các bác đang theo dõi kênh của Tuấn MC. Lời đầu tiên thì cho em xin chúc cả nhà một lời chúc sức khỏe, một lời chào tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn. Và hôm nay tiếp tục em lại vào review trực tiếp báo giá con Komatsu máy múc 2001 đời 07-6 các bác nhé. Với một lực sĩ, với một sức mạnh tàn bạo, kiện toàn toàn thể thể xác máy Komatsu luôn, dàn 6 máy các bác nhé, 6 máy Komatsu, gọi là cùng một, sinh ra lớn lên cùng một dòng tộc của Komatsu, sản xuất tại Nhật, tổng thống Kobe, dưới quyền cai trị của tổng thống Kobe đã bị ám sát vừa rồi. Và để biết thêm thông tin báo giá luôn cho các bác biết trước khi Lê Tuấn đi vào, báo giá 420 triệu các bác nhá. Ở cái tầm phân khúc này thì chắc chắn các bác đã biết rồi, dòng máy múc của chúng ta thì các bác thường thường thích bên dòng máy múc, các bác đã bình luận và các bác sẽ comment, cũng như các bác a kết trong cái dòng Komatsu này đời 07-6 2001 này, thì các bác điện thoại cho em 0394 326 198. Và bây giờ em cùng các bác đi tiến lại gần để chúng ta khám phá xem dàn xích dàn chân của nó như thế nào. Thì bây giờ em cũng nói với các bác là bây giờ nó nằm ở đây mà trời mưa bão thì dàn xích, thì nói thật với các bác nếu như nó nằm đây thì cũng không bao giờ sứt mẻ một cái gì các bác ạ, bởi vì đất nhiều quá các bác nhá. Đây PO 2001 một màu vàng chanh các bác nhá. Đấy, máy bơm đùi càng ngon cả, máy bơm đùi rất ngon và zin xịn, tất cả mọi cái đang ôn lọc zin. Đấy, đang còn kèm theo tức là một series của máy. Đây các bác này, vòng xoay ngã tư hàng xanh, gọi là em gọi là ngã tư hàng xanh, thì nói chung là không có xì mỡ nhất bất cứ một cái gì, tuyệt hảo, với một dàn chân vững chắc vĩ đại thì không có gì qua nổi được cái loại này. Đấy, với một cái tầm tiền giá 420 triệu, còn thương lượng đây là chủ ra, còn bất cứ chúng ta đến ai nằm trong phân khúc này thì đã đến gặp Lê Tuấn, điện thoại cho Lê Tuấn và Lê Tuấn chắc đến, hai bên còn thương lượng và giảm sâu các bác nhé. Xe đang làm xe vẫn làm ở đây thì các bác yên tâm. Đấy, và Lê Tuấn cũng đã nói với các bác trong cái kênh của Lê Tuấn hôm trước, có lên một cái xe Hitachi đời 07 luôn các bác nhé, đời cao luôn. Đấy, máy Isuzu còn zin, chưa có đụng chạm bất cứ một cái gì vậy cái đó, nhưng mà cái đó lại không có dàn múc, mà cái đó chỉ có dàn hai cái gọi là móc thôi, thì cái này lại là múc các bác nhá. Đấy, thì bây giờ em trước khi em lên máy thì em cho review cho các bác xem cái độ tiếp ti bền khủng khiếp của nó. Thì cái này này thì chủ không có gia cố thêm bất cứ một cái gì mà để nguyên thủy. Đấy, còn cái Hitachi kia thì chủ gia cố thêm, tức là phòng bị nếu như có làm mạnh nó nứt nẻ hoặc nó gập, nhưng cái này là ok, chủ để nguyên các bác nhá, không đổ vào. Đấy, ti trước và ti gầu hai cái còn sáng dưới, nói chung còn zin, nhưng vì điều kiện các bác biết rồi, tất cả kênh của Lê Tuấn là các máy cày và máy múc thì các bác đã biết nó lạm phát nhiều khi tài xế còn không có việc làm. Các công trình bây giờ 10 chỉ còn có 3, giảm tần suất các bác nhá. Đấy, giảm tất cả các tần suất từ lao động cho đến máy múc đều tắc nghẽn, lạm phát cực kỳ khủng hoảng. Đấy, thì bây giờ tất cả các bác bây giờ có tiền các bác cứ mua, thương lượng và trả giá, đó là quyền của các bác. Còn việc của em thì em chỉ là quay lên cho các bác để cho cả nhà chúng ta cùng, như thế này thì không thể quay được các bác nha, nhưng em cam đoan các bác là tuyệt vời luôn, vì có cả tài xế ở đây này, nên tài xế nói là cái xe này là ok luôn các bác nha, zin hết từ A tới Z của em đó, cho nên các bác cứ bình tĩnh mà rút, các bác đừng có sợ. Đấy, bây giờ em bước lên trên để bắt đầu em vào cái
cái vị trí của bộ máy nơi mà guồng tất cả các thủy lực, dầu thủy lực đi các nơi để hoạt động trong lúc làm việc. Cái bộ nó bể. Kỳ quá. Đúng rồi. Đây các bác nha. Rồi, chưa lừa quá thôi. Đây các bác. Rồi, đây thì em muốn nói các bác là cái... đây là dàn máy, trên của nó 6 máy này. Đây, có bát su, nhưng mà cái này bô. Bô nó bị bể. Bô bể rồi nó xì ra, nhìn nó ghê lắm. Nhưng mà không có gì. Các bác nha. Nói chung là... Đấy. Thì hôm nay em đã lên một cái video này cho các bác tiếp. Để cho các bác đang mong chờ. Để các bác... để cho chúng ta coi như xem xét cũng như nghiên cứu kỹ về dòng Komatsu mà bác nào đang cần. Có nha. Đấy. Đấy các bác đang cần ở cái dòng Komatsu này cũng là 6 máy. Đấy, nói về cái dạng này 6 máy thì nó hiện đại các bác. Nói chung là về máy múc. Những nhà nghiên cứu người ta đã ra thì chúng ta thì chỉ sử dụng thôi. Nếu mà càng bản là cái này là một còn mấy trăm nước dầu. Còn cái này nó xì, nó phụt ở đây các bác nhé. Ngoài ra không vấn đề gì cả. Vì nước mưa. Cái này là nước mưa nó động lại nhé. Còn ngoài ra không có thể nào mà bung xì hơi và cả bất cứ một cái gì. Các bác nhé. Nói về cái loại này là không bao giờ cam đoan. Tài xế này, tài xế trẻ có nói là cam đoan hết giả thứ nhất cho chúng ta. Ở đây. Đây, đây, đây. Đây. Thì em cũng thấy có một cái V568231. Đấy, cái này. Thương hiệu. Và thứ hai nữa thì đây các bác nhìn nó khủng hoảng kinh tế. Không có rửa, xe đâu có rửa. Loại này thì cũng chả cần rửa gì. Xe đang làm, đâu có rửa. Nước sơn riêng luôn. Đấy, nước sơn này vàng chanh. Chưa giảm giá gì. Đấy. Đây là chỗ đổ dầu nha. Đó. Chưa giảm giá. Đây các thùng dầu tất cả. Thì chủ lên giá là 420 triệu thì còn thương lượng các bác nhé. Đó là chủ kêu. Còn tiền là tiền của anh em. Máy cũng đang của chủ. Cho nên chúng ta quan trọng thứ nhất là chúng ta đang còn thích ở vấn đề ở cái dòng Komatsu này. Thì các bác cứ đánh đô. Các bác số đô là ở thứ nhất là số đô ở trong cái lĩnh vực là ấy như các bác nhé. Giữa xe nhiệt điện và xe hiện bây giờ xe ở ngoài là bao nhiêu? Thì các bác sẽ gặp em 0394 326 198. Em sẽ dẫn các bác đến. Còn bây giờ thì xe đang làm như thế này thì em không thể dẫn các bác được đến mấy một cái nơi mà từ dưới chân đến được. Còn đây là ti của nó này, rất to. Rồi, thì bây giờ bộ máy thì nó cũng chỉ như vậy thôi các bác. Đấy, bộ máy này thì nó thua con Hitachi rất nhiều. Con Hitachi thì hay hơn, đẹp hơn. Nổ máy đây nè. Này, nổ máy. Nó máy có chìa khóa. Rồi bây giờ để cho tài xế test máy thử cho cả nhà xem luôn. Các bác nhá. Đấy. Ủa bình gỡ hả? Rồi ok. Thế là bình gỡ đi rồi thì là thôi xin hẹn cả nhà. Và thôi thì... có nhu cầu thì nay mai... Đúng rồi. Nói chung là bao nổ hết các bác ạ. Nói chung là tất cả các loại xe này thì các bác không yên tâm. Các bác cũng bình tĩnh. Từ mâm cho tới máy. Đúng rồi. Đấy. Từ mâm cho đến máy bơm công tắc đùi và tất cả các ti biên đang zin hết của em đó. Coi như các bác đừng có lo. Đấy, coi như là chúng ta thì em chỉ review sơ bộ qua thôi nha. Đấy, mong cái gì đúng thì các bác cảm nhận còn gì sai, mong các bác thông cảm cho em. Cổ góp rồi chưa bung luôn. Rồi, cổ góp rồi chưa bung luôn. Đấy. Nhưng mà chỉ có ngân hàng là bung rồi. Đấy. Còn lỗ rốn thì em mới đang zin cứng đó các bác nhá. Nếu bác nào thích lại rờ thì em sẽ cùng em. Rồi tháo đi qua bên máy thôi. Và cuối cùng thì trời cũng sắp đổ mưa cho nên em và các bác cũng xin thông cảm. Và cuối cùng em xin dừng video tại đây và chúc các bác sẽ thành công ở vấn đề ngành máy xúc này. Đấy, và cuối cùng thì em dừng video, xin hẹn lại video sau. Có đăng ký lại thì quay lại mai mốt rồi qua.